Việt Nam. Làng Mẹo, Hưng Hà, Thái Bình. Tòa nhà có thể tự sản xuất điện năng lên đến 200% khối lượng so với nhu cầu của chính nó. Hãy cùng xem xét các nguyên tắc cơ bản của công nghệ này. Luồng không khí, chuyển động tự quay của trang trại gió trục thẳng đứng được tạo ra bởi luồng không khí, năng lượng gió. Tấm chắn khí động học ngăn chặn tác động bất lợi từ luồng không khí đối với chuyển động quay của trang trại gió. Theo đó, loại bỏ tiếng ồn bức xạ. Các tấm chắn khí động học tối ưu hóa luồng không khí và chuyển hướng chúng theo hướng tiếp tuyến của trục quay, làm tăng hiệu quả của trang trại gió. Hiệu suất không phụ thuộc vào hướng của luồng không khí. Sự tập trung của luồng không khí được tạo ra bởi các cấu trúc được sắp xếp hợp lý, được xây dựng theo hình bông hoa và tạo thành hình tòa nhà để khiến toàn bộ cấu trúc chuyển hóa thành dạng kiến trúc nguyên khối. Cố định. Chi phí của khu tổ hợp năng lượng gió sẽ không vượt quá 4-6% chi phí của tòa nhà. So sánh trang trại điện gió Weather với trang trại điện gió cổ điển, dự án Weather, trang trại gió cổ điển, công nghệ Weather có sự hài hòa giữa các tòa nhà và môi trường xung quanh, khả năng xây dựng trong môi trường đô thị không bị tiêu hao năng lượng ra các khu dân cư đông đúc, tốn chi phí cho cơ sở hạ tầng, mất 7% năng lượng trong quá trình truyền tải vì khoảng cách quá xa. Công nghệ Weather an toàn. Công nghệ Weather không tiếng ồn, thiết kế với tốc độ thấp, đảm bảo sự yên tĩnh, không có sóng hạ âm. Công nghệ cổ điển tiếng ồn cường độ cao lên đến 7 decibel. Sóng hạ âm có ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh của các sinh vật sống. Tốc độ gió 4 m/giây có thể tạo ra năng lượng điện. Công nghệ Weather, chiều cao tòa nhà có thể hơn 190 m. Công nghệ Weather có khả năng sử dụng kho chứa điện bằng nâng trọng lực. Công nghệ cổ điển không có khả năng sử dụng kho chứa
nâng bằng trọng lực. Công nghệ Weather có khả năng tập trung luồng không khí. Công nghệ cổ điển không có khả năng cô đặc luồng không khí. Diện tích cánh quạt càng lớn thì năng lượng tạo ra càng nhiều. Hướng của không khí được điều chỉnh sao cho tiếp tuyến với vòng quay của các cánh quạt. Công nghệ Weather hiệu suất không phụ thuộc vào hướng gió. Công nghệ cổ điển nhu cầu định hướng liên tục theo hướng gió. Tốc độ quay vòng của công nghệ Weather là 4 đến 6 vòng trên 1 phút, loại trừ sóng rung.